Là chào các bạn, mình là Long Minh. Hôm nay mình có thời gian, mình sẽ làm một cái video clip giới thiệu các bạn, hướng dẫn các bạn cách tháp mầm. Nhưng mà cách tháp mầm thì thường á, vì răng hoặc vì sao mà phải tháp mầm? Đầu tiên là mầm các bạn gieo hạt, các bạn gieo hạt thì thời gian mà để cho cây phát triển mà đủ độ trưởng, độ tuổi để ra hoa và lấy hạt lại và có cái đẹp thì khoảng từ 2 năm đến 3 năm. Thì một cách nhanh nhất để thúc cây phát triển nhanh và mau ra hoa thì đó là cách thế nào? Đó là tháp mầm, là những cây gieo hạt. Các bạn thay vì các bạn nuôi gieo hạt, các bạn để một số lại để nuôi gieo hạt, đợi cho nó lớn, nó phát triển lớn, thì các bạn có thể tháp mầm để nhờ cái gốc của loại gốc nào đó để nó nuôi, nó phát triển mạnh lên, nó thúc lên thì các bạn lại nhanh có cây, có hạt, có hạt và có nhân giống. Thì tháp mầm này có nhiều cách để tháp mầm. Các bạn thể tháp bằng trên thân diệp long này, ferret đó các bạn, ferret trên thân ferret, thân lam hay là thân ba cạnh, và thân nói chung là phải là thân non. Thì hôm nay mình hiện tại do mình có những cái gốc non nhưng mà đã tháp một lần rồi, đã hư rồi, thì mình tháp lại, mình tận dụng để mình tháp lại. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháp như vậy. Thì để tháp thì các bạn phải có, hôm nay mình dùng chọn sẵn một cái hộp dưa hạt, cái này là ester dưa hạt đó, đưa các bạn. Rồi thì để tháp như cái này á, thì các bạn cần nhíp để nhổ cài ra, và còn để vệ sinh, và dao lam. Thường thì các bạn nên tháp bằng dao lam, tháp mầm các bạn nên tháp bằng dao lam. Thì đây dao lam, và có một điều vô cùng tiện lợi là nếu các bạn tháp mầm thì không cần cố định. Thường thì cũng có thể là cố định, nhưng mà trên thân diệp long á thì các bạn có thể cố định, hoặc là nhưng mà trên thân thanh long ba cạnh này á thì thường các bạn cắt nó to thì các bạn có thể đặt và nó vững, các bạn có thể đặt lên ra trên này được rồi, thì không cần phải, các bạn không phải là phải cố định. Thì, đó thì mình chuẩn bị đây là nhíp, mình sẽ nhổ lấy một số mầm ra để chuẩn bị cho tháp. Mình lấy mầm ra các bạn này. Đây. Đó, sau nhổ mầm ra, đây là số mầm mình mới vừa nhổ ra từ hộp này. Đó, mình để ra mình, đây là số mầm các bạn mình mới nhổ ra từ hộp này, mình để đây, mình lấy bớt lên cho các bạn thấy. Để qua này cho dễ thấy. Đây là số mầm. Thì để tháp thì đơn giản các bạn. Các bạn mình sẽ tháp cho các bạn xem nhé.
Đầu tiên là các bạn nên vệ sinh vệ sinh. Các bạn nên vệ sinh cái con dao này. Rồi. Rồi, các bạn cắt nha. Như thế rồi các bạn. Rồi các bạn nào cắt mầm. Các bạn cắt mầm. Và đặt mầm lên. Các bạn nên xoay. Đó, như đây là các bạn đã tháp được mầm. Mình sẽ để qua một bên để mình thuận lợi cho việc mà tháp mầm khác. Cũng như mầm lúc nãy mình tháp thì đây cũng thế thôi, các bạn cũng cũng làm các mầm. Này có đây. Đơn giản lắm bạn, tháp mầm rất đơn giản và không cần phải có cái gì để cố định hết trơn á. Vì cái mặt cái mầm nhỏ mà cái lượng nước, cái nhờn trong mầm nó nhiều nên độ kích nó dính cao, và cái mặt cắt của cái thân cái gốc ghép á thì nó rộng nên không cần. Rồi, mình sẽ ra. Đặt nó các bạn. Đơn giản lắm các bạn. Nhiều bạn là nghĩ là khó khăn tháp A hay rớt thì các bạn cứ tập nhiều lần đi các bạn là các bạn sẽ làm được hết các bạn. Rồi, đến con mầm tiếp theo. Rớt các bạn. Rớt này thì có thể các bạn cắt lại thôi. Do mình không tập trung để rớt. Đây các bạn. Và cuối cùng
đã thắp xong 6 mâm. 6 mâm. Và cách thắp rất đơn giản. Việc thắp mâm để làm gì các bạn, mình nhắc lại. Việc thắp mâm để nhân giống nhanh. Và các bạn gieo hạt thời gian nó lâu thì các bạn thắp mầm để thúc cây, để sau đó các bạn có thể thiết cái mầm, các bạn có thể trồi ở trên cây khi phát triển nó mà lớn lên, các bạn có thể hạ ra rễ. Và việc thắp mầm là đơn giản đối với những cái gốc non và không cần cố định. Các bạn hôm nay mình có thời gian làm video hướng dẫn việc thắp mầm. Các bạn xem video mà thấy hay thì nhớ bấm like và đăng ký cho mình. Mình là Long Minh, chào các bạn. Cảm ơn các bạn.